Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với TJ Family Cuộc Sống Úc. Thì cũng như mọi người nhìn cái hình thumbnail với là cái tiêu đề thì mọi người cũng đoán được hôm nay nhà mình muốn chia sẻ với mọi người một cái video đặc biệt một tí. Đúng vậy mọi người, thì hôm nay nhà mình có một chuyến đi du lịch bằng cruise, bằng du thuyền đó mọi người, tới một cái hòn đảo ở tiểu bang Queensland. Thì bây giờ nhà mình vừa mới đón xe lửa, xe điện từ nhà đi lên cái ga Tukielaki nè. Cái chiếc du thuyền người ta cập bến ở chỗ nhà hát Con Sò nè mọi người. Thì bây giờ nhà mình sẽ đi ra đó xếp hàng và sẽ check in. Thì nhà mình có chuyến đi này là 4 ngày 4 đêm mọi người. Thì trong chuyến đi này có những cái gì hay, có gì thú vị thì nhà mình sẽ chia sẻ với mọi người trong cái video hôm nay nha. Đây cả nhà đây, đây mà Trang. Trang say hello. Hello mọi người. Jason, Jaden, Nhi. You guys exciting? Jaden, Jaden say hello. Hello mọi người đi. Nhi say hello. Yeah. Nhà mình hồi nãy ngồi ở trên xe trên tàu điện đó, nhìn xuống ở dưới này thì thấy người ta đã xếp hàng ở ngoài chờ check in rất là đông rồi mọi người. Yeah. Bây giờ nhà mình đi ra xếp hàng để check in nha mọi người. Chiếc du thuyền Carnival Splendor này là có 14 tầng đó mọi người, 14 deck. Và trọng tải là có 113 tấn. Chiếc này chứa được hơn 3.000 hành khách và hơn 1.000 nhân viên và thủ đoàn ở trên này nữa mọi người. Chiều dài của chiếc Carnival Splendor này là khoảng 290 m, rất là lớn luôn. Và tổng cộng trên chiếc này có chiếc du thuyền Carnival Splendor này chứa khoảng vừa hành khách với nhân viên và thủy thủ đoàn là hơn 4.000 người. Nên nãy giờ cái hàng xếp hàng, người ta xếp hàng check in mình thấy dài quá chừng người luôn. Nhìn cái bến cảng này nước như vậy thôi, rất là sâu mọi người, nước phải đủ sâu thì cái du thuyền nó to như này mà nó mới cập được, cập bến vào đây được chứ. Rồi. Xếp hàng dài tuốt tới phía dưới kia các bạn này, đó, tuốt xuống dưới à. Nhà mình xếp hàng được một nửa rồi. Lúc mà mình booking á mọi người thì người ta cho nhiều cái khung giờ khác nhau, để ai muốn check in sớm thì check in sớm, còn cái đợt check in cuối cùng là 2:30. Mà sao lên đây người ta xếp hàng dài quá chừng dài nè. Nhìn chiếc Carnival Splendor này nó to dã man. Tới gần mọi người thấy nó to dã man không? Xếp hàng nãy giờ rồi mà có nhân viên của cái du thuyền này ra nói là bữa nay chắc là bị delay mọi người, bị hơi trễ một tí.
Nếu mà đúng là dự kiến là 4 giờ chiều là khởi hành, nhưng mà chắc là cũng phải trễ 1-2 tiếng gì đó. Nhà mình xếp hàng ở dưới kia bây giờ cũng lên được tới, cũng gần gần tới chiếc du thuyền này rồi. Thì tất cả những cái chiếc cruise mà ở nước ngoài mà muốn tới thành phố Sydney thì đều phải cập bến ở đây hết đó mọi người. Thì ở đây là nó có một cái terminal, với là có một cái cảng ở đây. Đó, người ta xếp hàng tới trên này luôn nè. Đó, cái terminal ở trước mặt mình nè, cái nhà ga đó, nhà ga để mình check in mà mình đi lên cruise á. Ở nhà mình book là nhà mình, cái phòng của nhà mình ở tầng thứ 8 mọi người, deck A là ở có cái balcony như này nè, có cái ban công ở bên hông như này. Thì đi cruise này thì lúc mà book thì nó có rất là nhiều loại phòng mọi người. Có loại phòng là giống như là interior, là nó chỉ có phòng ngủ ở dưới, là không có cửa sổ, không có balcony gì hết. Rồi loại phòng kế tới là cái kêu bằng Ocean View á. Ocean View là những cái loại phòng nó có những cái cửa sổ kia nè mọi người. Đó, có những cái cửa sổ kia. Xong rồi đến một cái loại phòng lên nữa là có ban công như trên kia. Đó, và còn một loại phòng nữa là nó kêu là Suite. Đó, trên ban công như bên kia thì mỗi phòng có một cái ban công riêng, thì mọi người có thể ra ngoài đó. Lúc mà cái cruise nó chạy thì mọi người có thể ngắm biển và có view đẹp hơn. Đó, còn những cái loại phòng ở dưới này cửa sổ thì mọi người chỉ nhìn qua cửa sổ thôi. Đó, đây là cái terminal nè. Đây là cái nhà ga đó mọi người, để đi vào đây check in, để đi lên chiếc du thuyền này. Nhà mình vừa mới được vào ở trong cái terminal rồi đây mọi người. Vào đây đứng xong rồi chờ người ta kiểm tra thêm một lần nữa rồi người ta mới cho đi lên trên lầu. Bây giờ nhà mình sẽ đi lên lầu và check in đó mọi người. Lên đây nó check in nè. Ở dưới lầu mới chỉ là đi vào đứng chờ thôi mọi người. Lên đây bắt đầu mới check in nè, khai báo. Oh my god. This one.
dưới lầu mới cho đi vào đứng chờ xong rồi bắt đầu đi lên trên lầu này, bắt đầu mới check in hành lý. Nhà mình vừa mới check in xong rồi mọi người, giấy rồi, bây giờ mình đi lên du thuyền mọi người ơi, lên cruise mọi người. Bây giờ mới chính thức đi lên cruise mọi người. Nãy giờ xếp hàng làm bao nhiêu thủ tục nãy giờ làm bao nhiêu thủ tục giờ mới được đi lên cruise. Chuẩn bị nhanh anh ạ. Ok. Yeah, thank you. Will you go to the other side, but they won't let you take the camera? They have to take out all the liquid. Yeah, con đứa empty the liquid there. Keep going. Have a long time. Thank you. Yeah. Người ta không có cho đem nước lên trên du thuyền mọi người ơi. Full bottle is no good. So just come through, you can fill that up on the ship. Enjoy. Đi qua đây người ta phải scan cái luggage của mình đó mọi người. Bây giờ ở đây chắc ở đây vào khu vực này người ta không cho mình quay phim. Đây nhà mình bắt đầu đi lên cruise rồi, chơi đơn đưa bác kéo cho. Chân đưa vào kéo nhé. Đi. Rồi, bây giờ mình đang trên đường đi lên cruise. Trước khi lên bước vào trong tàu thì người ta check cái boarding của mình nữa, một lần thêm một lần nữa mọi người ơi. Let's go.
Wow, bây giờ đã chính thức bước vào vào du thuyền cruise. Bây giờ có người dẫn nhà mình đi lên phòng mọi người ơi. Có người giúp mình khiêng vali đi lên lên lầu luôn, để hướng dẫn mình đi lên lên phòng mình mọi người. Thank you so much. Bây giờ mình đi thang máy đi. Mình đi thang máy, mình đi lên lầu 8 à? Dạ, đây, mình đi qua đây, mình đi lên lầu 8 đi. Go up. Tí nữa lên nhận phòng cho mình review phòng cho mọi người xem phòng ở cruise nó như thế nào. Đi bộ check in rồi đã mỏi chân rồi các bạn. Lên cruise là giống như ở trên đất liền nhé, đâu phải như ở trên cruise đâu. Hôm nay có người rồi. Bấm lại đi. Thì người ta nói cái chìa khóa phòng người ta để ngay trước phòng của mình đó, người lên đó mình chỉ có lấy thôi. Ờ, đi lên đây nè cái. Dạ. Nhà mình đã đi lên tới cái tầng của nhà mình ở rồi đây mọi người. Bây giờ đang đi kiếm số phòng đây. Đây rồi Jason này. Wow Jason, look. Có tên mình đây luôn nè. Master Jason, chắc lên mở ra đi con, mở ra lấy chìa khóa đi. Open it. Open đi, rip it off. Xong rồi, rồi bỏ vào đó, nhét vào cái đó, mở cửa ra. Được rồi. Sorry. Nhét vào xong rồi mở, maybe wrong way rồi. Dạ đúng rồi. Rồi mở cửa ra, rồi mở rồi, rồi được rồi. Rồi đi vào phòng, wow. Chị Trân mở cửa đấy, chị Trân mở cửa ra chị Trân. Wow, rồi đi vào đi, con đi vào đi. Wow. Đây mọi người. Đây một cái phòng. Cái phòng nhỏ nhỏ. Cái phòng có hai cái giường single. Ok, tí bạn gọi lại nhé. Listen. Why did you break it? I'm so tired. Đây bây giờ review sơ cái phòng ở cái phòng balcony ở trên cái cruise. Thử coi có cái gì nha mọi người. Đó bây giờ bước vào phòng thì bên này có cái tủ đựng áo quần mọi người. Đây bên này tủ áo quần thôi. Wow, trong này cái phòng tắm là nhỏ nhỏ nè.
Có cái chỗ để đứng tắm à. Đi xin đi ra đi. Ở chỗ này thì là cái phòng tắm toilet. Đó, đó là phòng tắm mọi người. Ra đây có một cái ghế sofa nhỏ nhỏ. Có hai cái giường single. Đó. Có tivi ở trên tường nhỏ nhỏ đây. Và đặc biệt là ở cái phòng cái tầng này nhà mình book rồi. Có cái view rất là có cái ban công rồi mọi người. Yeah, đó. Đó, cái nhà mình được ở ngay cái ban công nè. Wow, ban công mà. Lúc này thuyền vẫn chưa chạy á mọi người ơi. Cái du thuyền vẫn chưa chạy, đang còn cập bến đây. Wow, phòng của mình có cảnh đẹp quá nè. Ngay cả view của nhà hát con sò luôn. Wow. Đéo mà rớt lấy xuống đây á. Đó là cái phòng nhỏ nhỏ thôi mọi người. Đó. Nhà mình book hai phòng như vậy. Đây mình với Jason ở phòng này, còn bà xã với Trina với Jayden book một cái phòng kế cũng same level nhưng cũng cách đây mấy căn á. Đó, bây giờ nhà mình sẽ dọn dẹp đồ đạc một tí xong rồi nghỉ ngơi xong rồi đi xuống dưới kiếm gì ăn và có cái gì hay ở trên cái cruise này thì sẽ chia sẻ với mọi người nữa. Nhà mình book hai phòng, một phòng đầu tiên nhà mình mới vào á, và đây. Đây thêm một phòng nữa. Cách nhau khoảng chắc 80 phòng vậy. Có gì chạy qua chạy lại nha. Nói chung là mọi người đi đây thì mọi người book sớm nha, book trễ. Không quan tại vì nhà mình là family 5 người á, nên nhà mình hơi family nó hơi dư. Nếu mà 4 người thì một phòng. Family nó dư. Phòng này thì có thêm một cái giường, thay vì cái sofa kia. Có thêm một cái giường, tại vì ba người. Còn bật cái đèn cho nó sáng lên mà. Phòng này cũng giống phòng kia thôi mà thêm một cái giường. Phòng này thì cũng đen, đây là phòng người nãy thôi. Cái người này là cái tên người phục vụ phòng, người ta để cái thẻ đây. Welcome to the boss. Oh Pharaoh. Thì cũng như cái phòng hồi nãy nhà mình vào thôi mọi người, đây có một cái bàn nó kia, có tivi. Tại ở đây nhà mình book là ba người ở đây nên người ta bỏ làm thêm một cái giường nữa. Thường thường là hai cái giường single ở kia. Đây đừng nó bảo tại sao giường phải như thế này, giường là phải gập vào để cho mẹ mới nó nằm. Ở đây đẹp nhất là thì có cái view quá đẹp rồi. Wow. Ban công đây có cái rất là đẹp. Watch out.
đằng trước cái ban công để mình ngồi. Phòng mà cái này mà đi 2 người, 3 người ở thoải mái mọi người. Nó cũng bằng khoảng cái phòng lớn hơn cái phòng ngủ khoảng mấy mét vuông ta. Cái này 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, khoảng 15, 20 mét vuông. Where mom? Khách sạn nhỏ nhỏ. Oh. Who is the phone? Whoa, what is that? It's a helicopter. Bây giờ nhà mình mới và tắm rửa xong rồi mọi người, bây giờ đi kiếm đồ ăn. Đây là cái quán ở đây đó, open ở ngoài trời này hả? Nhà hàng này ở ngoài trời á mọi người. Đây là có quán bar với là nhà hàng ở đây. Đây có nhà hàng này bán burger nhưng mà chưa, như bên này nè em ơi. Chưa bên này nè em ơi. Wow đây. À ngồi đây coi phim ở đây này. Lại ở đây nè. À đi cái nhà kêu mẹ đi vào đây luôn đi. Buffet ở đây nè. Mẹ nói gì đâu? Cái chân nó kêu mẹ gì đi. Mẹ gì đây? Ở đây là cái nhà hàng buffet nè mọi người. Hả? Chắc đang còn sớm quá chưa có đồ ăn à? Hả? Ủa đang còn sớm quá chưa có đồ ăn mà. Mới check in thôi cũng chưa biết ngõ ngách của cái crew nó như thế nào mọi người. Đi kiếm đồ ăn mà. Bây giờ nhà mình đang đi kiếm cái chỗ cái nhà hàng buffet. Xếp hàng ở đây phải không? Xếp hàng ở đây. Đây sân nó hết lái áp. Đi đâu cũng phải lái áp đi con. Bây giờ kiếm ra rồi, kiếm ra cái nhà hàng buffet ở bên cái khu rồi. Bây giờ đứng lên xếp hàng một tí. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối rồi đó mọi người. Giờ này người ta mới đi lên thuyền này, bắt đầu giờ này người ta bắt đầu đi kiếm đồ ăn. Ở đây nhà mình đang còn ngồi ăn trong cái một cái nhà hàng buffet ở trên cái cruise này nha mọi người. Đó thì đồ ăn là mọi người vào đây xếp hàng xong rồi lấy đồ ăn. Trên thuyền thì đây nhà mình vừa mới lấy những cái món này đây. Cũng có cá nè, cá nướng nè, có thịt hem nè, rồi có salad nè, cũng có cơm nữa. Và nước thì người ta cho uống nước ngọt, nước như là nước chanh đó. Mời mọi người ăn tối, ở nhà ai cũng đói quá. Yeah, nhà mình lên, bữa nay cái cruise nó bị delay á, nên check-in nó hơi trễ. Nên cả nhà ai cũng đói hết. Cảm ơn.
Nhà hàng ở trên cái cruise thôi mà nhưng mà rất là rộng mà to lắm. Pizza ngon không ngay Trần? Gia đình ơi, pizza. Gia đình qua ngồi mẹ đi. Mình đi ăn salad nữa. Ăn hết luôn đi con ơi. Lấy tay kéo đi. Đi qua ngồi mẹ nè. Salad à? Nè. Wow. Cái cruise bắt đầu khởi hành rời cảng Sydney rồi mọi người ơi. Mọi người thấy cái chân vịt ở dưới bắt đầu nó quay và nước bắt đầu tàu bắt đầu rời bến rồi. Tạm biệt nhà hát Sydney, nhà hát con sò. Đây là toàn cảnh của cảng Sydney ở trên du thuyền nữa mọi người. Đây chiếc du thuyền đang quay đầu rời bến. Wow, đẹp ha. Cái này mà có pháo bông ấy nhỉ. Coi bắn pháo bông mà được coi này. Nhà mình vừa mới ăn tối ở bên trong xong đó mọi người. Bây giờ tranh thủ đi ra bên ngoài cái cruise này để ngắm cảnh thành phố Sydney ban đêm trước khi cái cruise này nó rời khỏi bến cảng. Ở thành phố Sydney thì cảnh ban đêm thì cảnh nhà hát con sò với cảnh cái cầu Sydney rất là đẹp nha mọi người. Đó là toàn cảnh thành phố Sydney nhìn từ cái cruise đó mọi người. Đó, bây giờ cái cruise nó xoay qua bên này là qua bên này nó qua cảnh nhà con sò rồi nè. Qua nhà hát con sò rồi mọi người. Wow. Đầu rời bến rồi. Hồi nãy cruise nó cập bến bên kia. Cặp bến bên kia bây giờ rồi bến là bắt đầu rời thành phố Sydney rồi. Mọi người thấy